Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 và là ngày vía thần tài. Thì mọi người cùng nhau thì đi mua vàng để lấy hên. Nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn mẫu bình phun Mazuyama MS078 để các bạn có thể đi mua bình phun về để lấy hên. Ok. Rồi, trước mắt các bạn đây là hai chiếc bình phun Mazuyama model các bạn có thể thấy được trên vỏ thùng carton là MS078D. Hai chiếc này các bạn nhé, bình thường thì các bạn thấy kênh video Điện Máy Bình Sơn thường thường là hay giới thiệu các cái mẫu máy đã qua sử dụng. Nhưng mà đây, hai chiếc máy này là hai chiếc máy mới tinh các bạn nhé. Nguyên thùng cà tông luôn, các bạn có thể thấy được thùng cà tông phun thùng. Và đây là hai chiếc máy Mazuyama MS078D. Hai chiếc này thì nó được sản xuất tại Thái Lan và nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan luôn. Nó nhập khẩu nguyên chiếc tất cả toàn bộ máy luôn. Thường thường thì các bạn có thể thấy được các cái mẫu bình phun hiện tại trên thị trường, một là hàng Trung Quốc, hai là hàng OEM, tức là sử dụng động cơ là động cơ xịn, còn đâu là bộ bơm, rồi là bình phun là thường bình đựng dung dịch thì là thường là hàng Trung Quốc. Thì hai chiếc này thì nó là hàng xịn luôn các bạn nhá. Đây là MS078 của Mazuyama, các bạn có thể check được trên Google để tìm kiếm các cái thông tin hơn. Rồi, chúng ta cùng nhau đi vào chi tiết chiếc bình này để các chiếc bình phun này để các bạn có thể thấy được cái độ chất của nó như thế nào nhá. Rồi, trước mắt các bạn đây thì các bạn có thể thấy được thiết kế của nó. Cái bình đựng dung dịch bằng nhựa này, các bạn thấy nhựa nó rất là đẹp, nhựa trắng. Và cái thiết kế của nó thì cái dung tích của bình là 25 lít. Chiều rộng của bình đựng dung dịch này thì các bạn có thể thấy được bình đựng thuốc ấy, chiều rộng của nó rộng hơn. Và cái chiều cao của nó thì thấp hơn so với những cái loại bình thông thường như Oshima hay là Yamata bình thường. Rồi, các bạn có thể để ý tiếp thì trên thân bình thì có chữ MS078, đó là ký hiệu của bình. Rồi, máy này thì nó sử dụng động cơ xăng Mazuyama EE260. Với cái động cơ Mazuyama 260 này, nó cho công suất của chúng ta là 26cc và đường kính quả piston khoảng tầm 34 ly. Chế của nó tất nhiên là chế quạt pro, cái đấy là không thể bàn cãi được rồi. Máy bình Maru còn rất là đẹp. Các bạn nếu mà dùng máy cắt cỏ thì không lạ gì với Maru rồi. Các bạn có thể thấy phần chế hòa khí. Nói chung là hàng này thì khó chê ở điểm nào các bạn ạ. Rồi, các bạn thấy các cái chi tiết bệ đỡ này. Bệ đỡ này, rồi là phần bình nó rất là chắc chắn. Nhựa này là nhựa xịn luôn, không phải nhựa tái chế như cái bình khác các bạn nhé. Máy rất là đẹp, phần nhông truyền sang phần bình phun còn rất là ok luôn. Bộ bơm này các bạn có thể thấy bộ bơm này. Nói chung là các bạn nhìn một cái bình nó nhập nguyên chiếc nhìn nó khác hẳn luôn những cái bình mà trên thị trường. Nhìn các bạn nhìn những cái nắp đáy, xà đáy này, nhìn nó cũng khác hẳn luôn. Rồi là dây đeo của nó, nhìn dây đeo của nó cũng cực kỳ chắc chắn. Những cái bệ giá đỡ này cực kỳ dày. Cái gì của nó nhìn cũng rất là chất luôn. Có, các bạn thấy bên phần này nó có phần van áp, van để ấy này, van để vặn này. Nhìn cũng chán luôn, cực kỳ chất. Rồi là phần lốc, phần liếc các thứ, nói chung là rất là chất. Chả chết được điểm nào các bạn ạ. Rồi là khóa. Rồi là các bạn nghe, để kể cả những cái ống này, ống dẫn thuốc của nó luôn. Nhìn không bao giờ, cái loại này thì không bao giờ hỏng được luôn. Nó lại còn có cả bọc đen ở ngoài này. Các bạn thấy không? Đã dây ở bên trong rồi lại còn có vỏ bọc đen ở bên ngoài nữa. Nhật họ thiết kế thì không thể điểm nào để chê rồi. Nó rất là cầu toàn. Rồi, cái điều của chúng ta quan tâm về cái máy này nữa là cái giá của nó. Thì hôm nay Điện Máy Bình Sơn sẽ công khai hai chiếc này với giá thanh lý là 4 triệu đồng một chiếc các bạn nhé. Nếu các bạn muốn mua hàng, vui lòng liên hệ Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961349345 hoặc 0974457099. Giá của hai chiếc này là 4 triệu đồng một chiếc các bạn nhé. Phun thùng luôn. Và chúng tôi chỉ có hai chiếc giá thanh lý như vậy thôi. Nếu mà các bạn mua trượt thì tất nhiên rồi, không còn hàng nữa. Rồi, đây, chúng tôi sẽ quay một chút về phần thùng cà tông. Thì các bạn có thể thấy thùng cà tông của nó đây, trên máy thì nó có thứ nhất là đơn vị nhập khẩu, là công ty cổ phần Tâm Bình là đơn vị nhập khẩu. Và đây là cái mã của nó là qua hải quan thì các bạn có thể thấy được mã code. Code của máy là 718804. Cái model của nó là MS078 và số series là 881. Dòng chữ Made in Thái Lan và các cái tem. Mã vạch, nếu mà các bạn không tin, các bạn có thể check cái phần mã vạch này xem có phải là hàng nhập khẩu Thái Lan nguyên chiếc không các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.